Thưa quý vị, tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, chú trọng hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 22 Đảng bộ thành phố. Đây là một trong số những phương hướng nhiệm vụ quan trọng được Bộ phận Thường trực của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đề ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 diễn ra vào chiều nay. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Ứng Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Bộ phận Thường trực của Thành ủy về thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 cũng đưa ra thêm nhiều phương hướng, nhiệm vụ quan trọng năm 2022 như là đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bám sát và thực hiện tốt các nguyên tắc về xây dựng đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững chế độ sinh hoạt đảng, tăng cường trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan địa phương, đơn vị, phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội, báo chí và nhân dân đối với cán bộ đảng viên trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, nhất là đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và đấu tranh ngăn chặn để lùi sự suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Theo báo cáo tại hội nghị năm 2021, việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 được các cấp ủy đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bám sát kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm. Nhận thức và ý thức hành động của đại đa số cán bộ đảng viên về vai trò trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực.